friend, chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Wow, và bây giờ chúng ta có gì đây? Một chiếc rổ khổng lồ các bạn. Wow, đương nhiên là mình sẽ đi tìm kiếm những chiếc xe này rồi. Lightning McQueen của chúng ta đâu rồi nào? Wow, xuất hiện như nào? Wow. Vừa mới nói xong nữa các bạn. Wow, ở đây chúng ta có gì đây? Snow hot các bạn. Oh, một chiếc xe đua màu rỡ luôn. Oh, có hai cái cảnh hai bên thế này rất là đẹp luôn đây. Đấy, ở đây chúng ta có gì nữa nào? Wow, thì ra là một chiếc xe Dodge Hudson các bạn. Oh, nhìn đây là Dodge Hudson Hornet của mình nha. Wow, nhìn rất là chắc. Một chiếc siêu xe màu tím các bạn. Nhìn đã chưa kìa. Wow, ở đây mình có cái Dinosaur Monster Truck đấy các bạn. Wow, một chiếc xe bán tải quái vật khủng long. Ở đây là Storm này các bạn. Đây là Storm này các bạn, dòng xe đua ở trong bộ phim Score 3 này các bạn, 2.0 nha, Unreal Engine. Wow, ở đây chúng ta có gì đây? Lightning McQueen Super Racing Car. Curse này các bạn. Wow, đã giành xuất sắc được cúp Piston vào giây phút cuối các bạn, rất là xịn sò luôn. Wow, ở đây chúng ta có gì đây các bạn? Một chiếc xe đua rất là xịn. Đây là Shazam ha, đây các bạn, xe của siêu anh hùng Shazam. Wow, một chiếc Lightning McQueen màu đỏ rất là đẹp luôn. Wow, và đây là Dodge Hudson Hornet. Ngầu chưa, quá xịn luôn á chứ. Wow, một chiếc xe của đây là Dr. Train các bạn ơi, chắc chắn là yêu cầu áo chàng là nhìn không thấy lọt từ đâu được này. Một chiếc xe đua. Lizzy các bạn, rất là đáng yêu luôn các bạn. Có cái bánh xe đằng sau nữa này ấy, xài xịn chứa kìa, rất là ngầu luôn nha. Chứ Lizzy lúc nào cũng khó chịu nha. Ở đây mình có một chiếc xe màu trắng các bạn. Wow, Minion Car này các bạn. Wow, nhìn đã chưa kìa. Wow, hai chiếc luôn các bạn. Wow, một chiếc trắng, một chiếc xanh này các bạn, thấy chưa? Đó, đã quá trời luôn. Một chiếc xe mui trần màu đen ấy, xịn. Bên này quá trời những xe luôn các bạn. Không biết đây là xe gì đây. Chiếc xe lật lại là gì này? Wow, thì ra là chiếc ghế màu xanh lá cây các bạn. Wow, 86 Hot T-Tech Overbank. Ở đây chúng ta tiếp tục cái gì đây? Wow, một chiếc trực thăng khổng lồ cứu hộ có cái cờ lê trước này. Đấy, màu vàng nha. Một chiếc xe đưa thư màu xanh lá cây Express thì các bạn, Express là các bạn cái xe đưa thư khổng lồ nha, rất là đẹp luôn. Và đây mình có một chiếc xe màu vàng nữa các bạn, quá xịn luôn, rất là giống Super Racing Car, cái miệng của nó kìa. Super Racing Car, một chiếc xe màu xanh lá cây xanh dương có một mặt mèo hai bên rất là đáng yêu. Và đây chúng ta có Spider-Man Car các bạn, xe của siêu anh hùng Spider-Man người nhện. Một chiếc xe F1 các bạn. Wow. Ở đây chúng ta có chiếc Boza này các bạn. Wow, màu đen đỏ luôn nha, Boza của mình đây. Đây, quá ngầu. Wow, bên đây chúng ta có gì đây nào? Wow. Đây là Lightning McQueen Car số 95 Cup Piston Grand Speed các bạn, rất là đẹp luôn ha. Có chiếc Grand Speed của Grand Speed này. Và đây là một chiếc xe Fire Squad các bạn, một chiếc xe cứu hộ 911. Luôn vừa là cứu hộ vừa là cảnh sát giao thông luôn nha. Papoy. Wow, ở đây chúng ta có Papoy, một chiếc xe Minion đây các bạn, mình đã giỡn đấy. Đây Minion nha. Lightning McQueen của chúng ta đây rồi các bạn, bị xước khá là nhiều nha. Ở đây chúng ta có gì đây các bạn, một chiếc xe đua khá là xịn sò với cái bánh đằng sau rất là ngầu luôn. Wow, có gì nào? Wow, một con khủng long nữa đây các bạn. Và đây là Đắc Quy, một vị bác sĩ về khám về xe luôn các bạn. Đừng nhớ lỗi các bạn. Các bạn là vậy đó. Captain Marvel. Xe của Captain Marvel của mình đây các bạn, rất là đẹp luôn các bạn. Đây là Wonder Woman Car này các bạn, quá ngầu luôn nha. Ở đây chúng ta có một chiếc xe đua này các bạn. Wow, có con gấu nữa nè. Đây là Batman Car này các bạn, siêu anh hùng Batman.
Tao mấy thơ các bạn, một chiếc xe Tao mấy thơ có hệ thống cảnh rất là đáng yêu luôn. Wow, đáy nó cô thuộc đội đua khủng long cổ dài đài đô cô của chúng ta nha. Đó, ở đây mình có một chiếc xe màu xanh dương rất là đẹp luôn các bạn, quá ngầu luôn. Wow, Captain America các bạn, siêu xe của xuyên thần Captain mà có cái tấm khiên ở trên đầu nha. Đó, và cuối cùng ở đây mình có được là một chiếc xe ủi các bạn. Wow, bộ sưu tập xe khổng lồ ở cái rừng Winslow. Wow, cảm ơn các bạn đã cùng nhau đồng hành với mình trong video này nha. Chúng ta sẽ gặp nhau video tiếp theo. Bye bye.